khách trống trầm trầm ha, bảo hành cho anh em rồi. Đấy, ra gáy rất sung rồi. Rồi camera sát vô cho anh em xem ha, vẫy tay là gáy, vẫy tay là gáy ha. Lên về nuôi quan chủ là gáy tốt ha, tiếng gáy to rõ, cường đang đẹp bự. Rất dàn dĩ nha nè, quang anh em về nuôi quang là nó gáy liên tục ha, sờ gáy được con này ha, rất sung mà. Ba phẩy năm triệu em này nha nè, ship toàn quốc cho anh em ha. Cái quy luật chất lượng nhanh, cái nhanh tốc độ chi mà chúng ta quay đưa camera vào mà nó thuần thục như vậy là đã trên 2 năm nha anh em, rất đẹp thuần thục. Hiện tại chim đang ở Củ Chi, Hồ Chí Minh, ship toàn quốc cho anh em có nhu cầu ha. Sờ gái được nha nè, đó cho anh em xem ha. Với những dòng này thì anh em về nuôi phát quan nhà quan chúng nó sẽ chơi tốt, còn ở đây thì nó đã thuần thục rồi. Đưa cả clip quay quay sát vào cho anh em xem nữa ha. Đấy, nhanh rõ tốc độ đẹp, lồng lá bóng bẩy, lông đuôi là đầy đủ hết, lành lặn hết nha nè, không có hư cọng nào hết ha. Đây, lông đuôi của nó đây, quay rất cận cảnh cho anh em xem lông đuôi ha. Rất thuần thục, con này cũng là siêu thuần rồi đó nha nè. Liên tục hơn 3-4 phút này là rất giữ chim ha, rất sung. Rất thuần thục rồi. Rất sung rồi ha. Thò tay vào nó đánh rồi. Tiếp tục, chơi đi con. Tiếp tục đi. Chơi liên tục vào. Nhìn thẳng camera luôn con, thẳng camera cho anh em họ xem ha. Liên tục 4-5 phút như này. Tiếp tục chơi đi. Rất sung. Thò tay vào nó đánh luôn nha nè. Một khi đã quen chủ là thò tay nó đánh luôn ha. Rất sung. Quá sung mà nha nè. Đánh ghê hồn luôn. Quá dữ.
tiếp tục chạy đấy, rất sung, rất dạng nha anh em, đá tay luôn. Để mình đã test cho anh em xem kỹ lưỡng một con chim mà chơi liên tục như vậy đã trên 2 năm rồi. Bầu tiếp quay rõ ra chim đó là đúng clip đúng chim cho anh em xem. Con nào mình nuôi tới căng lửa thì nó sẽ đạt được cấp độ y như vậy nha anh em. Con nào cũng vậy. Chim về thứ nhất là nó lạ anh em, nó chưa chơi liền anh em cũng đừng nôn nóng ha. Cái dòng chim cu này thì nó cũng hay lạ chỗ. Còn khi đó quen rồi thì nó sẽ đạt cấp độ y như vậy. Còn thời gian quen anh em lâu mau, tùy vào chim, tùy vào cách anh em thôi. Siêu thuần thục này là nó chơi khủng rồi nha anh em, 3,5 triệu em này liên tục clip, và mình quay khi nào nó hết chơi thôi ha, quay khi nào nó hết chơi thôi cho anh em xem, quay tổng thể lông đuôi ha, lông đuôi thì ra được 70-80% rồi, sắp hoàn thiện lông rồi ha. Còn người của nó là mình sờ gãi được y vậy nha anh em xem ha, là những clip chất lượng cho anh em coi, rất sung, đá tay, đưa tay vào nó đánh bóp bóp luôn nha nè, dữ lắm, bảo hành trống 100%, thức ăn lúa, ok, có gì ăn nấy, nói chung là dòng Thái Lan này thì cũng dễ nuôi thôi, như của Việt mình thôi. Cái tiếp đi con, cái tiếp một cái tạm biệt khác. Chơi với là đạt rồi đấy, thấy quá ok rồi, quá đẹp, ship toàn quốc cho anh em khi nổ tài khoản ha, miền Bắc thì xem 200k, miền Trung là thêm 100k phí ship. Anh em nào muốn bắt tại nhà thì tới địa chỉ mình báo alo mình trực tiếp, em xuống sắp xếp cho anh em xuống xem và bắt tại nhà ha. Bán là cam kết đúng chim đúng clip, hay quá, hay dữ quá, dữ mà nó quen chủ là anh em sờ gãi nó đá luôn nha nè, còn rất sung mãn như vậy luôn ấy. Đánh mà tôi nói sợ muốn gãy cánh nó luôn, quá sung mà. Rồi cái cuối chậu khách đi cho nó đủ kết thúc 10 phút, sắp được 10 phút rồi ha, chạy liên tục, chạy đi con, thêm lần cuối đi, khoái, rất sung nha nè, với dòng với như con này nó quá thuần thục rồi ha, quá sung mãn rồi, không gì để bàn nữa, tiếp tục chơi đi con, chơi cái cuối để mà chào khách ha, tạm biệt khách, rất sung, nó muốn ăn thịt cái con này luôn rồi nha nè, nó sắp qua là nó muốn ăn thịt con này nè. Đấu với tất cả các dòng, và anh em phân biệt dòng Thái thì nó sẽ đấu với những con màu vậy nè, đó là cách phân biệt dễ dàng nhất cho anh em ha, mới tập chơi. Còn công việc của mình thì 10 con thì nó sợ 9 con, nó sợ con màu vậy nha. Dòng Thái màu này là nó con Việt mình nó rất là sợ nha nè, cái đó là kinh nghiệm mà em nuôi 10 con thì nó sợ hết 8 con rồi, còn 2 con thì mới dám chơi, nhưng mà yếu nó chơi chút nó cũng chạy à. Còn cái dòng Thái này vô với Thái này á, này gọi là Thái đen, đây là thấy màu, thấy đen thì nó cũng hơi giống giống của Việt ha, nhưng mà nhìn kỹ thì nó cũng nên, nhưng mà đặc điểm chính của nó là nó nhìn con của Việt là nó đấu nè, nhìn có con của Việt nó không dám đấu với những con như vậy, màu nó sặc sỡ nó lạ, còn con Thái là nó đấu dữ. Rồi clip nó kết thúc 10 phút chơi liên tục, độ sung mãn, cảm ơn anh em đã xem theo dõi.